Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 7 cho tới 10 độ, ở vùng núi dao động trong khoảng từ 4 đến 7 độ và ở vùng núi cao thậm chí có nơi dưới 0 độ C. Một vài điểm đã ghi nhận xảy ra mưa tuyết băng giá như đỉnh núi Mẫu Sơn của Lạng Sơn, Sapa của Lào Cai, Phía Oắc của Cao Bằng, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Trước tình hình thời tiết như vậy, nhiều diện tích rau ăn lá của nông dân một số huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang đã bị băng giá bao phủ. Hiện tượng này sẽ khiến lá cây không thể tiếp nhận được nước, chất dinh dưỡng từ rễ chuyển lên và gây ra hiện tượng héo lá sau khi mà băng tan. Chính vì vậy mà bà con cần thực hiện một số các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại như sau. Đối với các diện tích rau ăn lá, bà con nên tưới nước rửa xương cho rau hàng ngày. Công việc này cần thực hiện vào khoảng từ 4 cho tới 5 giờ sáng hàng ngày. Và chú ý sau khi tưới nước cần thoát nước tốt cho vườn, tránh tình trạng cây bị úng nước. Còn đối với diện tích cây lâu năm, bà con cần áp dụng biện pháp hun khói tủ gốc cho cây. Sau khi đợt băng giá kết thúc, ngay lập tức bà con bón phân phục hồi cho cả hai loại cây này. Bà con có thể bón phân hữu cơ hoai mục và phân vi sinh cho cây. Vâng, xin được quay trở lại với tình hình thời tiết. Khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trời rét. Phía Bắc rét đậm với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 cho tới 17 độ. Còn khu vực Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Vâng, và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại khu du lịch Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Như các bạn có thể thấy thì đằng sau lưng tôi đây là một màu trắng xóa bởi băng giá. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay khu du lịch này thì đã bị bao phủ bởi băng giá. Ghi nhận mới nhất của chúng tôi từ trạm khí tượng Thủy văn Mẫu Sơn, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn vào lúc 6 giờ buổi sáng ngày hôm nay là -3,4 độ C. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhiệt độ đã nhích lên, tuy nhiên vẫn ở mức âm khoảng -2,6 độ C và lớp băng giá đã dày hơn so với ngày hôm qua. Điều này đã khiến cho hàng nghìn du khách cảm thấy rất là thích thú khi mà đến đây vượt qua hành trình dài để có thể là chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng kỳ thú này. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện của trạm khí tượng trạm Thủy văn Mẫu Sơn cho biết hôm nay là lần đầu tiên khu vực này nhiệt độ xuống thấp nhất trong mùa đông năm nay và mức độ đã ghi nhận được là -3,4 độ C. Ngày hôm qua nhiệt độ tại Mẫu Sơn chỉ dừng ở khoảng -1,4 độ C. Ngày hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn, trời rét và rất buốt lạnh. Tuy nhiên điều này không khiến cho các du khách khi đến đây cảm thấy mệt mỏi. Mọi người đều rất háo hức khi có thể là tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên cũng như là chụp ảnh và tận mắt chứng kiến băng giá có mặt trên đỉnh Mẫu Sơn. Có một điều mà chúng tôi muốn lưu ý đối với các du khách đang trên hành trình di chuyển lên Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng cũng như là chứng kiến hiện tượng băng giá này, đó là khu vực Mẫu Sơn đường tương đối nhỏ và hẹp.
vào buổi sáng ngày hôm nay để di chuyển từ phía thành phố Lạng Sơn lên khu vực này. Nhóm phóng viên của VTC14 đã bị tắc đường khoảng 5 km. Lực lượng giao thông cũng như là lực lượng cảnh sát công an của huyện Lộc Bình đã phải bố trí các lực lượng tại những điểm xung yếu để có thể phân luồng cũng như là xử lý các điểm tắc nghẽn để người dân cũng như là các phương tiện có thể di chuyển từ phía dưới lên trên cao. Và ngay sau đây, phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ có cuộc trao đổi nhanh với một vài du khách đang có mặt tại đây để xem cảm nhận của họ như thế nào khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cũng đầy lý thú này. Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Vâng ạ, xin chào anh. Anh có thể cho biết là cảm nhận của mình như thế nào ngày hôm nay khi mà lên Mẫu Sơn và trực tiếp chứng kiến hiện tượng băng giá như thế này? Lần đầu tiên thì mình cũng nghe tin tức tin thời sự thì mình từ Nam bay ra thẳng Mẫu Sơn luôn. Thì mình lên thấy bất ngờ khi mà tất cả đây là đều là trắng xóa hết. Thì nói chung là cảm giác rất là tuyệt vời. Anh thấy là các du khách hôm nay đến đây cái tâm trạng của họ như thế nào? Tất cả mọi người đa số là hào hứng. Với lại sợ mấy trẻ em nhỏ thì sợ trơn trượt á, cho nên là cũng mong cho các cô chú cũng cẩn thận vấn đề đó. Thì cảm ơn. Đã bao giờ mà anh có thể trải nghiệm cái kiểu thời tiết nó lạnh, nó buốt như thế này chưa? Và anh thấy rằng là khi mà chúng ta đi du lịch trải nghiệm như thế này, có những cái điểm gì cần lưu ý nhất là với những du khách đến từ phương Nam như các anh? Lần đầu tiên á, thì mình nghe cái không khí lạnh như thế này thì mình cũng đã cố gắng đến một lần thử cho biết. Nhưng mà đúng là đến một lần thì mình thấy Việt Nam mình có một cái thiên nhiên rất là ưu đãi. Thì cũng rất là vui. Và mọi người khi mà vui mình cũng cẩn thận là trên đường nó cũng rất là trơn trượt. Thì mình cũng để ý mấy cái cháu bé giùm. Thì cảm ơn. Rất là đoàn của mình sẽ dự kiến là ở đây trong bao lâu và anh sẽ có cái lộ trình cụ thể như thế nào khi mà ở tại đây? Mình thì cũng đi chung vài bạn thì mình sẽ ở thêm một vài ngày nữa để đón có hy vọng là sẽ có tuyết thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Vâng, cảm ơn anh, chúc anh cũng như là các bạn bè của mình chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ rất là lý thú, cũng tuy nhiên cũng đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời điểm mà tại Mẫu Sơn như thế này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Có mặt là tại Mẫu Sơn thời điểm này theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, rất đông các gia đình cũng đã mang theo những em nhỏ, những cháu nhỏ đến đây để cùng có thể là tận hưởng cũng như là chứng kiến trực tiếp hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhưng cũng khắc nghiệt, đó là băng giá tại đây. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ngày hôm nay tại Mẫu Sơn là -3.4°C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở Mẫu Sơn tính đến từ đầu mùa đông năm nay. Tuy nhiên đây chưa phải là mốc nhiệt mà giảm sâu nhất từ trước đến nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn từng được ghi nhận là khoảng -5°C